Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về An cung ngưu hoàng hoàn Samsung Hàn Quốc. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Samsung Hàn Quốc cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Táo đỏ, hạ bì, bạch thực dược, cam thảo, đường quy, thục địa hoàng, bạch chuột, hoàng kỳ, ngũ vị tử, sữa non, tấm, hồng sâm, nhung hương, glycemine, mật ong, bột trầm hương. Công dụng giúp hoạt huyết và hỗ trợ trị cho người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành, phụ nữ tiền mãn kinh. Đặc biệt dùng rất tốt cho người bị suy nhược thần kinh vì áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống. Giúp ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, xuất huyết não phục hồi hệ thần kinh chức năng cho những bệnh nhân mới và những bệnh nhân đã bị tai biến mạch máu não lâu ngày giúp phục hồi các chức năng do di chứng để lại sau khi bị tai biến mạch máu não như bán thân bất toại, liệt nửa người, rối loạn chức năng diễn đạt ngôn ngữ. Hỗ trợ trị chứng đột quỵ, chứng xuất huyết não, liệt toàn thân, liệt tay chân, khiếm khuyết về ngôn ngữ, khó nuốt, hôn mê, tâm thần, chứng tê liệt ở mặt, cao huyết áp, tim đập nhanh, hô hấp khó, tinh thần bất an, đau co giật cấp và mãn tính, rối loạn thần kinh thực vật, bất tỉnh nhân sự phòng chống các bệnh về cao huyết áp và tai biến mạch máu não, tim đập nhanh, ích khí dưỡng huyết chấn kinh an thần hóa đờm trị phong. Cho các bệnh do khí huyết không đầy đủ, hỏa khí trong người vượng, đờm nhiệt gây nên tức ngực khó thở nhức đầu hoa mắt đi lại nói năng khó khăn, đầu óc không tỉnh táo. Giảm nguy cơ gây đột quỵ Giảm cao huyết áp, hút thuốc lá, đái tháo đường, một số bệnh tim, bệnh van tim, thiếu máu cơ tim, dung nhĩ, bệnh mạch máu ngoại biên tiền căn thiếu máu cục bộ thoáng qua. Tăng thể tích hồng cầu, phụ nữ vừa hút thuốc lá vừa dùng thuốc tránh thai nội tiết tố, tăng chất béo trong máu, lạm dụng thức uống có cồn, rượu, bia, rối loạn chức năng đông máu. Đối tượng sử dụng Người bị biến chứng của bệnh cao huyết áp, đột quỵ, xuất huyết não, liệt toàn thân, liệt tứ chi, chứng tê liệt cơ mặt, trở ngại về ngôn ngữ, hôn mê. Người bị rối loạn tuần hoàn não, tinh thần bất ổn, khó kiềm chế bản thân, đau đầu, đau thần kinh tọa dẫn đến đau bắp đùi, chân tay đau nhức, đi lại khó. Người có nguy cơ bị đột quỵ cao, cao huyết áp, tiểu đường, những người làm việc căng thẳng. Liều dùng Đối với người lớn hoặc trẻ em từ 15 tuổi trở lên, sử dụng một viên mỗi ngày trong 15 ngày đầu. Sau đó sử dụng cách ra từ 5 đến 10 ngày uống một viên hoặc tốt nhất là khi nào thấy cơ thể có hiện tượng bệnh lý thì sử dụng một viên tiếp theo, không nên lạm dụng sản phẩm. Đối với trẻ em, trẻ từ 8 đến 15 tuổi uống 2 phần 3 viên mỗi ngày. Trẻ từ 5 đến 8 tuổi uống 1 phần 2 viên mỗi ngày. Trẻ từ 2 đến 5 tuổi uống 1 phần 3 viên mỗi ngày. Trẻ dưới 2 tuổi uống 1 phần 4 viên mỗi ngày. Cách dùng thuốc sử dụng đường uống, uống bằng cách nhai hoặc nghiền trộn với nước ấm. Hiệu quả nhất là sử dụng thuốc bằng cách ngậm cho thuốc tan dần trong miệng. Lưu ý khi sử dụng. Thận trọng khi sử dụng sản phẩm với mục đích hạ huyết áp, nên sử dụng đúng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Thận trọng và cần tham khảo chỉ định của bác sĩ khi sử dụng sản phẩm cho những đối tượng dưới đây. Bệnh nhân hoặc người già bị huyết áp cao. Bệnh nhân mắc bệnh về tim hoặc thận. Bệnh nhân bị phủ thủng. Bệnh nhân đang được bác sĩ điều trị. Không sử dụng sản phẩm cho phụ nữ có thai và cho con bú. Nhà sản xuất Samsung Farm Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Samsung Hàn Quốc, đồng thời biết cách sử dụng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Samsung Hàn Quốc sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham